Đó, thì hôm nay em Món đi đặc biệt nha, ăn em chắc đi chắn là ăn món đặc biệt hôm không? nay ăn bún Món bò đặc biệt nha, đúng của rồi. chị Hằng nha, bún bò chị Còn Hằng chén nước tiết nữa đó, mà phải không? có nước tiết nữa Đó. đó, ăn với Bác Cầm với Bito Hồ đây, còn một người ẩn danh đó, không phải là luật sư ẩn danh đâu nha, anh này đặc biệt lắm, Luật sư ẩn nghe danh giọng cười là biết chết liền luôn. à. Không. Rồi bắt Tại đầu không quá phở chị trời Hằng nha, đấy, đó. nói thiệt là quán chị Hằng đang quan đó, đó phở Hằng là thấy chưa? Phở Hằng đâu qua không biết à, biết quán phở Hằng thôi. Em Phở xui. Hằng à. Rồi bà ở tù bị thất nghiệp rồi mẹ ơi. Hằng rồi mới ăn đây nè, đúng rồi, mới biết đó, anh em đây dẫn đây nè. Đây tiết trứng nè, đó Bác Cầm ăn rồi, thấy đã không? Anh hớp thử đi, phở ở đây đặc biệt lắm. Thì được biết là bác về Việt Nam sống ở tuổi xế chiều, thì hỏi bác là ý tưởng nào, có từ khi nào mà bác quyết định về Việt Nam sống vậy? Cái này thì phải trả lời cho sao ta, có nghĩa là nó ra đã từ lâu lắm rồi, cũng khoảng mười mấy năm về trước, là chẳng phải mới đây. Bởi vì trong qua thời gian mình sống ở Mỹ và mình đi làm, mình mới cảm thấy là ở đây nó không có tình người. Điểm thứ hai nữa là mình sống trong quãng đời của mình ở Việt Nam hơn nửa đời người, nó rất là nhiều kỷ niệm, và ở đây nó không thể nào mà nó có những cái mà bù đắp giống như kiểu mình suy nghĩ ở Việt Nam được. Tình cảm con người ở đây nó có vẻ lạnh nhạt, nó không có tính cách đồng thống, bởi vì đất nước này là đất nước mình gọi là coi như là mình mượn tạm để mình sinh hoạt, mình sinh sống thôi, chứ đây không phải là cội nguồn của mình. Ở nơi đất khách quê người mà, đâu phải giống như đất nước mình đâu. Ở nơi một cái nơi mà xa không phải là quê hương của mình thì chắc chắn là mình sẽ dễ bị chán nản, mình không thể nào mình hòa nhập được cái lối sống của Mỹ được đâu. Tất nhiên mình nói như vậy, mình không có thể nào mà nói là tất cả mọi người trên đất nước Mỹ này không hòa nhập. Người ta rõ ràng người ta không hòa nhập được, rõ ràng là không hòa nhập nên người ta gượng gạo, người ta cái cố gắng người ta sống thôi, không thể nào gọi là hòa nhập được. Không thể nào mình sống như kiểu mà người Việt mình sống ở trong đất nước Việt mình cả. Cái điều đó là chính xác, thành ra vì cái chỗ đó cho nên mình mới có tư tưởng là về tuổi xế chiều. Chưa nghỉ hưu, nhưng mà ngày xưa mình đã nghĩ là mình đi, mình đã nghỉ hưu là mình về Việt Nam mình sống, rồi lâu lâu mình chạy qua mình thăm con cái. Nhưng mà càng ngày thì gia đình mình nó càng nó phình bự ra, có dâu có rể nè, có cháu. Nhưng mà thôi kệ, riêng ai thì bây giờ mình đã tạo cho cuộc sống với nó, thì riêng mình thì mình là kiếm cuộc sống của mình, thời gian mình không còn bao lâu cả. Cho nên vì cho nên mình về Việt Nam mình thực sự là mình hạnh phúc, mình đang hưởng tuổi già, nó hẳn là như vậy. Mình cảm thấy là về Việt Nam là mình mừng, mình cảm thấy mình hạnh phúc, vui vẻ. Ok, nó là như vậy đó, từ lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. Vậy thì câu hỏi thứ hai á, dành cho bác đó là khi bác quyết định về như vậy á, thì vợ bác với con cái bác có đồng thuận và họ có cản trở gì không? Nói chung thì tất cả mọi người trong gia đình mình thì được cái là mấy đứa con rồi bà xã thì ai cũng đồng thuận cả, là bởi vì họ hiểu rằng ở đây á, họ hiểu rằng bác ở đây không thích hợp. Về già bác hay có những cái sự nổi cô đơn, rồi nó tỏ ra phía ngoài là bực bội, rồi trong lúc mà nghỉ hưu rồi thì ở đây không làm gì cả, cũng nói chung thì cũng gia đình thì cũng nó có một cái chút khá giả, nhưng có điều ở đây nó không làm cho bác vui ngoai được. Bác ngày nào bác cũng trông mong về việc ở Sài Gòn, là ở thành phố, ở thành Việt Nam cả. Tại ra chỗ đó ra mấy đứa nhỏ rồi nó đồng tình, nó chấp nhận cái điều của ba đó, nó chấp nhận ba cho ba đi, và cảm thấy ba khi nào mà thích qua thì ba qua, và ba không qua cũng không sao, bình thường, tụi nó chấp nhận điều đó. Rồi câu hỏi tiếp theo nhiều người thắc mắc á, là để về Việt Nam như vậy đó thì thường á thì người ta phải chuẩn bị từ rất là lâu từ trước đó. Vậy thì Bác Cầm đã có những bước chuẩn bị gì trước khi về Việt Nam, Đúng những chuẩn rồi, bị cái gì câu á? hỏi rất là hay. Từ xưa tới giờ mình vẫn phân vân trong đầu cái là trước khi mình về Việt Nam sống rồi mình phải chuẩn bị cái tư thế gì để về Việt Nam mình sống bình thường giống như mọi người dân ở Việt Nam. Cái đầu tiên nhất khó khăn nhất là mình không thể nào mình ở trọ được, mình không thể nào mình đi mướn khách sạn trên rồi tiền đâu mà mướn khách sạn ở, mà ở năm này qua năm kia được, bắt buộc phải có một cái nhà. Thì cái nhà bây giờ đối với cái nhà ở Việt Nam không hề rẻ và cũng không hề dễ mua.
bởi vì nó thuộc cái dạng coi như là mình không bàn cãi, không phải mình nói mình khoe khoang hoặc là đi, nhưng bây giờ rớ tới cái nhà Việt Nam mà bình thường nhất là tệ đó phải 5-6 tỷ thì không có nói gì đơn giản không đó. Mình phải an cư, mình phải lạc nghiệp, cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái an cư, cái thứ hai nữa là mình phải làm cho mình một có một cái bộ hồ sơ giấy tờ cá nhân mình thật là hoàn chỉnh, có nghĩa là mình người ta xem mình như vậy. Thì trong suốt khoảng thời gian năm ngoái đó, mình về rồi mình lo cả những cái thủ tục, tức là mình đi từ bước chứ nó không đơn giản. Cái đụng tao gì làm sống cái xác đi đụng sống với ai không bao giờ có chuyện đó được, không bao giờ có gì được, bởi vì cái chuyện nó rất là xa xỉ và không thể nào anh sống được ở Việt Nam bằng cách là đi ở trọ cả, rồi tiền đó anh xài rồi xong mình nó phải tạo ra một cái nền móng. Anh phải làm anh như năm ngoái tôi về gần cái năm trời lo thủ tục giấy tờ cá nhân, có nghĩa anh phải chứng minh anh là người Việt Nam. Đầu tiên anh phải có cái hộ khẩu, anh phải có cái căn cứ công dân, rồi anh phải có những cái mà người ta có cho anh bảo hiểm y tế, rồi thí dụ như là có bằng lái xe, anh phải có xe đến chính chủ, anh mới làm anh giống như người của nước. Thì tôi hiện tại bây giờ tôi đã hoàn thành tất cả cái điều đó, thậm chí tôi đã mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam luôn, rồi căn cước công dân cấp độ 2 có luôn, hầu như tất cả cái chuyện có. Bảo hiểm y tế có luôn, cái điều đó tôi cũng đã nói mạng rất là lâu rồi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, từ nhà cửa rồi tư thế là cái sẵn sàng về hợp thức cá nhân, hợp thức quá cá nhân rồi ok. Còn bây giờ thì nó một cách khác, cái công an việc làm thì không cần rồi, không thì nó không cần, không bàn tới nữa. Như vậy thì bác đã chắc phải nhiều lần về Việt Nam rồi, đến khi đến một lúc nào đó là bác cảm thấy là đến đúng lúc thời điểm mới về luôn, đúng không? Đúng rồi, cái đó là chắc chắn rồi, cái đó là, nếu mà tính như vậy thì tôi về Việt Nam là hầu như năm nào cũng về. Nhưng mà cái điều đó mà bởi mình về thời xưa còn đi làm, mình về không được dài, mình cao lắm chừng 3 tuần, 4 tuần thì không thể nào làm được một cái thủ tục hồ sơ cả. Mặc dù nhà thì mua rồi nhưng mà không thể đứng tên. Rồi thì mình có nói chung là phải có một cái thời gian, anh phải có cái thời gian, anh phải chuẩn bị, rồi anh phải sắp xếp như thế nào. Anh về anh phải lo thủ tục cá nhân như thế nào, chắc đâu không phải đủ một cái anh về làm được, anh không, ví dụ anh không làm được. Tức như là anh phải sắp xếp một cái chương trình, một cái hoạch định cho một cái cuộc sống của anh mới, mình về Việt Nam sống lâu dài thì rất là lâu. Anh có nhiều cái phải thực hiện cái chiếc bơ rất là lâu, chứ ta không phải kiểu như là về được đâu, không có đơn giản như vậy được. Nói như vậy thì bác đã có một cái bước chuẩn bị là đã mua nhà trước ở Việt Nam rồi. Đúng rồi. Như vậy thì bác đã mua nhà năm nào và bây giờ thì cái căn nhà bác bây giờ nó ra làm sao, bác có thể tiết lộ cho mọi người biết và để cho mọi người có một bước chuẩn bị như bác nói chung thì cái này thì tự do cá nhân, có nghĩa là mình đã có mua một căn nhà năm 2017 rồi, tất nhiên là mình bước mua chuẩn bị rất là lâu rồi, cái này là 17, nhưng mà mình mua xong thì mình không ở đó mà mình về Mỹ, cho nên vì chỗ đó căn nhà nó bỏ trống. Thế thì mình muốn cho cái nhà mình không có hư, không có xuống cấp á, thì đương nhiên mình phải cho thuê. Nhưng mà ngược lại thì mình cho đứa cháu, nó vừa ở mà nó vừa thuê. Một đứa cháu nó vừa trả tiền mà nó vừa thuê, sẵn sàng nó coi nhà có cửa cho mình luôn. Rồi ở phía sau nó có mấy cái phòng trọ nữa, cho nên vì đó mình cho nó thu dùm cho mình mấy cái phòng trọ luôn. Tức là một cái nhà ba cái phòng trọ, đấy không? Bây giờ cái căn nhà xưa bác mua đó, ừ, so với giá trị bây giờ bác thấy nó có lãi hơn hay không? Trời, bây giờ lãi quá rồi, không lãi, giờ lãi mấy tỷ rồi, bác lãi điều mà cái gì đó là mình không lãi nhiều lắm rồi, lãi khoảng 3 tỷ đó, nhưng có điều mình không nghĩ tới kinh doanh, mình cứ nghĩ là mình ở đây mình có một cái nơi để mà mình tựa lưng lúc về già, có nơi ra, có rơi ra nơi vào, cái tháng như vậy. Chứ còn thực chất là thời điểm đó mình mua nhà bây giờ là lợi lắm rồi. Bây giờ thì không mua nổi cái nhà đâu, nó hẳn là như vậy. Có một cái câu hỏi á, nhiều người hay bàn cãi là nếu mà những người Việt kiều mà về Việt Nam để sống á, thì họ nói về bển á, về bên Việt Nam á thì tiền đâu ra để mà sống, làm gì ra tiền để mà sống, thì quan điểm này theo bác như thế nào? Đối với ai thì không biết, nhưng mà đối với bọn trẻ mà ví dụ như có những cái nghề nghiệp mà gọi như thuộc dẫn nghề online thì ở đâu sống cũng được cả, nó mình ăn thua kiến thức và cái tay nghề của họ. Còn riêng cá nhân tôi thì đương nhiên tôi không cần nữa, bởi vì tôi về hưu đâu có cần gì phải làm nữa. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là cái tiền hưu của tôi rất nói một cách khác là đủ sống một cách dư giả. Một tháng như vậy thì khoảng 1.600 đô, trong khi đó chưa kể tiền pension, chưa kể tiền 401k, tiền đó thì cái tiền đó tôi nghĩ là không cần phải làm nữa, đi chơi thôi. Mà mục đích của mình cuối đời là mình về Việt Nam mình đi chơi và mình hưởng phụ,
mà mình enjoy, chứ không phải đi làm, không phải về làm. Còn chuyện đi làm cho bọn trẻ, tôi bảy mấy tuổi tôi cần gì phải đi làm nữa. Thì bác cho hỏi là cái chi phí sinh hoạt ở Việt Nam á, cái tiền hương của bác như vậy có đủ hay không, và bác thấy xài có thoải mái hay không ạ? Đó là cái khác thì mình phải nói như vậy. Đối với tiền hương của tôi á, thì chi phí sinh hoạt ở Việt Nam mình thực sự là mình chi phí rất là, mình sống cuộc sống rất là sung túc. Nhưng mà đối với Mỹ thì nó không nghĩ địa gì cả, nhưng mà ở Việt Nam thực sự là sung túc. Là bởi vì sao? Là bởi vì Việt Nam chi phí sinh hoạt rất là thấp, thức ăn thức uống rất là rẻ, mà cái điểm đặc biệt nhất là cái điều rất là ngon, đồ ăn thức uống rất là ngon, cái gì cũng tươi sống, rau củ quả cá mắm cái gì cũng tươi sống. Cái người Việt Nam mình là thích, mình nói thì tất cả mọi người đều hiểu rằng ở người Việt Nam nghe cũng được, cũng biết có những nơi gần chợ gia đình người ta đi chợ ngày hai lần là phải đồ tươi người ta mới mua, đồ đông lạnh người ta không can. Có thể cho biết là với cái tầm chi phí khoảng bao nhiêu chi trả cho những cái sinh hoạt ở Việt Nam thì bao nhiêu đủ, là nhiều quan tâm, nhiều người quan tâm là muốn về Nam sống mà họ không biết là bao nhiêu một tháng thì đủ. Khoảng 10 triệu, 15 triệu là coi như maximum, coi như đã. Mày cứ tính chi phí sinh hoạt đi, cơm mà không cần phải nấu cơm ở nhà, mày cứ giật mà ra ngoài đầu đường chỗ nào cũng bán cơm cả. 30 ngàn một phần cơm, buổi trưa ăn 30 ngàn, cho đến buổi chiều cho 50 ngàn, 80 ngàn rồi không. Nó một cách khác, một ngày chưa tới 10 đô. Một ngày chưa tới 10 đô. Ủa? Thế chứ? Là vì rồi, nhưng mà thường thường ta ít khi ăn quán, ta mua gì đi chợ thì thích cái gì ra ngoài chợ rồi mua về ăn, nấu ăn là ngon nhất trên đời thôi. Bởi vì mình lo nấu sẽ ý mình, nó nói vậy. Còn ra dọc đường mà lỡ xá, lỡ bước mà đi xua bắp cơm ăn nó cũng rẻ. Nói chung là cái chi phí sinh hoạt Việt Nam rất là rẻ. Và cái điều mà ta khoái nhất là vấn đề Việt Nam mình là món ăn, thức ăn đa dạng, nó đa dạng kinh khủng và nó ngon, mình không thể nào kể hết được. Một câu hỏi nữa đó là khi về Việt Nam về Bắc, coi cho biết là cái cảm nhận của bác về cái tình người, những người Việt Nam họ cư xử với bác như thế nào, bác có cảm thấy ấm áp không? Nói cái gì đó thì cả vấn đề mà mình thích thú được. Ở nước Mỹ nè, cái con người ta nó thành trở thành một cái robot, có nghĩa là tôi đã rớt rất là nhiều người rồi. Họ làm việc xong việc là họ, mình coi như vậy nhưng thực chất không phải vậy. Họ không có đối xử mình theo kiểu người Việt, mình đối với người Việt. Ở Việt Nam buổi sáng nếu không phải là bạn bè, không phải ấy, thì nếu mà bạn bè thì sáng ra kêu ơi A ơi, B ơi, C ơi, dậy đi uống cà phê, rồi xong lôi nhau ra quán cà phê ngồi. Nó dễ thương lắm, nó thẳng là dễ thương. Ở riêng tôi thì tôi bị đam thì có nhiều người biết, có nhiều người không, nhưng một cái điều là ngày nào cũng vậy, có mấy ông hàng xóm á cứ lôi ra quán cà phê ngồi. Rồi bạn bè người thân thì sao? Đối với anh thì thực sự là rất là tốt, không có cái gì phàn nàn hết trơn trời. Cũng có một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình ấm lòng hẳn vậy. Bác Việt Nam như vậy á thì có gặp những cái khó khăn trở ngại gì hay không? Anh thấy hoàn toàn không có cái trở ngại gì cả, tại bởi vì nói một cách khác là cái đường mình đi tự dự định mình về Việt Nam mình ở lâu dài đó thì mình đã chuẩn bị từ lâu rồi. Mình giống như nãy đầu live mình cũng đã nói rồi, thành ra vì đó mình thấy cái suôn sẻ. Và ở đây không có cái chuyện, nó có khác ở đây là mình về vấn đề pháp lý, về chính quyền, về mặt chính quyền họ không ai làm khó dễ bất cứ một cái gì cả. Cái điều đó là cái điều mình rất là thích, bởi vì mà họ làm rất ân cần. Thí dụ như đầu tiên mình tao về tao đâu biết, tao đâu có cái hộ khẩu ở Việt Nam đâu, họ đã nhiệt tình giúp đỡ. Có nghĩa là họ lên tàn thư, mình gọi mình làm đơn, mình xin lên tàn thư để mình sưu lục cái hộ khẩu gốc của mình, từ đó tới giờ họ sẵn sàng làm hết cái chuyện gì. Vậy thì chắc chắn là bác thật sự rất là thích sống ở Việt Nam hơn ở Mỹ. Chắc chắn rồi, bởi vì ở đây nó càng lớn tuổi thì ở Mỹ này, càng lớn tuổi thì mình thấy cái nỗi cô đơn và cô độc mình lại càng nhiều. Và nhiều người mình đi hiểu rằng ở tiểu bang mình cũng đã thấy rồi, ở trên mấy bệnh viện khúc bên kia là những người sống ở đây mà không có tiền về Việt Nam, hoặc là không đủ điều kiện để Việt Nam mình sống đây, và con cái họ đi mỗi người mỗi xứ, nó không thể mà bỏ rơi, nhưng vì công việc làm ăn nó đi tiểu bang khác nó sống. Thì mấy ông bà già bên này là chết dở, có nghĩa là nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ con, rồi cô độc cô đơn, hầu như tất cả mọi người đều bị stress, bị tâm thần. Tao thấy rõ ràng tất cả nhiều người nó ngồi một mình, ngồi nói chuyện một mình mày, tội ghê. Cái mà mình hãy nói nữa là ở Việt Nam dù muốn hay không cũng là quê hương của mình, nguồn cội của mình, sinh ra nơi ông cha ta, nơi tất cả những người thân của mình nằm xuống từ đó. Thậm chí là ông già ta vẫn còn nằm ở mã năm trong đó, rồi ông nội ta bị quê. Nói chung là nơi đó là nơi chôn nhau cát rúng, không thể nào mà mình nói là cái điều đó là đất nước Việt Nam là của người khác được.